Em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình từ Mỹ về cái máy khoan bê tông mã mới nha anh em. Nó là Milwaukee 2912, 2912 hàng new trăm trăm từ Mỹ về. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Đỡ anh em có pin rồi thì mua cái thân máy. Thì hàng này nó new trăm trăm từ Mỹ về nha anh em. Rồi. Home Depot nguyên đai nguyên kiện ha. Đấy, nó có thước này. Mình khui ra. Rồi, cái thông số kỹ thuật đây. Gửi đến anh em. Thì nó đi với cái pin mà How I Put thì nó sẽ tăng công suất lên. Đấy. Nó là động cơ không chỗ than. Nó có auto stop ở đây. Có nghĩa là chống giật tay. Auto stop ha. Cái này anh em làm điện lạnh rồi rất là thoải mái luôn. Rút lõi rồi, tuyệt vời. Rồi, tôi sẽ gửi đến anh em xem. Hàng new đập hộp. Đây, đây là catalog. Rồi, anh em xem sơ qua ha. Hai chín một hai gạch 20 là cái body sản xuất tại China, không chỗ than và có auto stop ở dưới này. Đấy. H cái đầu này là SDS Plus. Đấy. Ok, mình sẽ test cho anh em xem hàng nguyên đai nguyên kiện và nó là có chống rung ở đây, chống rung ở đây ha. Cái này là Mỹ về chuẩn, hàng chuẩn Mỹ rất là đã luôn ha. Đây là đục, đây là khoan. Đây là con đục. Ở dưới này nó có đèn và nó kết nối với họ của nó là hút bụi. Rồi em Tùng cảm ơn anh em. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 để sở hữu em này.